nói xin trân trọng và kính chào toàn thể quý vị và các anh chị em. Ở clip trước là mình nói về cái chỉnh sửa 14 môn phái, là mình nói về ba môn phái Bá Đao, Thiếu Lâm và Thúy Yên. Thúy Yên nói ở trạng thái cân bằng, là nó giảm cái khả năng, cái lượng máu hồi phục xuống khi mà gây sát thương lên cho đối phương, nhưng mà nó tăng cái lượng đam. Thì tạm thời Thúy Yên ở trạng thái cân bằng, lên cái này xuống cái kia. Rồi Bá Đao thì nó bị ép xuống, mình chỉ tóm gọn lại thôi, là anh em nào chưa coi clip thì mình sẽ tát lên cho anh coi. Thì mình tóm gọn là Thúy Yên ở trạng thái cân bằng, được cái này mới cái kia. Rồi Thiếu Lâm thì được búp lên khá là nhiều. Thì búp như sao thì anh em coi clip chứ anh cũng biết, anh em sẽ biết thôi. Thì Bá Đao thì bị giảm xuống rồi, cống coi clip chứ là biết thôi ha. Rồi cái clip này mình sẽ nói về các môn phái sau đây. Thì nhóm vừa rồi mình là làm là Bá Đao với lại Thúy Yên và Thiếu Lâm. Thì cái nhóm này nó chiếm thời gian khá là nhiều do Bá Đao bị giảm xuống và Thiếu Lâm nó búp lên quá nhiều đi. Còn cái nhóm lần này mình sẽ nói về bốn môn phái, gồm Nga Mi Thiên Nhẫn, Côn Lôn và Tàn Kiếm. Sở dĩ mình gom bốn cái phái này vô một nhóm là do cái khả năng, cái hiệu suất, cái khả năng hồi phục là trước. Là ở trước là cái điểm hồi phục bằng điểm thể chất nhân cho bao nhiêu đó con số phần trăm. Còn bây giờ là cái điểm thể chất thì cái điểm hồi phục của nó thì bằng với cái điểm sinh lực. Nó sẽ hồi theo kiểu sinh lực lớn nhất. Đó thì là vậy đây. Chi tiết nó sẽ fix làm sao mình sẽ nói trong cái clip này. Thì Nga Mi nó fix lại cái mật tịch của Ngân Hải Giang Ba, cái mật tình tử hằng phổ độ và Phật Tâm Từ Hữu. Thanh tâm không phải được Phật Tâm Từ Hữu, cái thanh tâm, cái chiêu cuối của Nga Mi trong đó đó. Thiên Nhẫn thì nó fix lại huyết nguyệt chi tử vong hồi toàn, ok. Công Lôn thì fix lại thiếu phong tam liên kích. Tàn Kiếm là bí kiếp tâm kiếm, đổi hiệu suất hồi phục, ok. Thì bây giờ mình vô mình coi chi tiết ha. Rồi quay lại trở lại vấn đề, thì bây giờ mình sẽ đổi qua môn phái Nga Mi đầu tiên, hệ Thủy Nga Mi. Rồi bấm vô thì có bốn cái thay đổi của Nga Mi là cái chiêu Giang Hải Ngân Ba này đó, là cái tử hằng phổ độ với là cái mật tịch tử hằng phổ độ, đúng không? Ồ, hình như Giang Hải Ngân Ba nó không có thay đổi. Để bấm vô coi. Giang Hải Ngân Ba không thay đổi, chỉ có mật tịch Giang Hải Ngân Ba thay đổi thôi, tử hằng phổ độ và từ mật tịch của tử hằng phổ độ. Với lại cái chiêu cuối của nó là cái chiêu thanh tâm phổ diện. Thì đầu tiên thì mình sẽ đi coi mật tịch trước đi ha. Mật tịch của Nga Mi thì đây Nga Mi đây. Thì coi top đi, lúc nào cũng full mật tịch để coi nó thay đổi như sao. Bấm vô coi lại, Nga Mi là mật tịch Nhân Hải Ngân 3, đổi cái tỷ lệ bạo kích thằng đó. Mật tịch tự thôi, coi từ Giang Hải Ngân 3 trước. Để xíu như mình lóc một cái ạc bên Việt Nam mình mới so sánh mới được. Rồi Giang Hải Ngân 3 đâu? Cái này của tử hằng phổ độ. Đây Giang Hải Ngân 3 đây. Thì bây giờ coi quay nặc Việt Nam. Thì Giang Hải Ngân 3 thì cũng tăng 100% tấn công cơ bản của mật tịch. Ủa, bên đây nó ghi nãy mật tịch mấy cấp gì vậy? Cả mật tịch luôn hả, nó không có ghi cao cấp hay là sơ cấp nọ. Thì để mình coi cái mật tịch gì coi. Còn một slot tâm ma nha, ai đi vô bên đây nha. Trời ơi, đang quay phim tâm ma vậy. Còn một. Rồi hiện tại thì cái AK nhân vật này là Giang Hải Ngân 3 cấp 15-15, tức là bí kíp chung. Thì bí kíp chung nó sẽ tăng cho mình là cái tấn công cơ bản và cái phần trăm tỷ lệ gây khả năng làm chậm. Thì quay trở lại lên cái mật tịch cao cấp thì nó chỉ thay đổi cái dòng mật tịch cao cấp thôi. Thì mật tịch sơ cấp với nó này nọ nó không có ghi, nhưng mà trên trang chủ nó không có ghi thẳng cao cấp luôn. Thì mình so sánh với anh em coi là vậy, là Giang Hải Ngân 3 cấp 20/20, tức là max kill luôn rồi đó. Thì nó sẽ tăng 100% tấn công cơ bản. Tấn công cơ bản của chiêu Giang Hải Ngân 3 thì không có gì thay đổi, là 40% gây ra một giây làm gây ra 40% gây ra thêm tỷ lệ 40% là làm chậm. Nhưng mà cái mật tịch nó thay đổi từ cái dòng này trở đi, là nó tăng thêm cho mình 15% cái né tránh lớn nhất, cái tỷ lệ né tránh sau cùng, và 15% cái tỷ lệ bạo kích sau cùng, tăng cái tỷ lệ bạo kích cho bản thân lên. Ở phiên bản cũ nó chỉ tăng là 100% bỏ qua né tránh, lấy 1000 điểm bỏ qua né tránh và 1000 điểm bạo kích. Nhưng mà bây giờ nó tăng cho mình là cái tỷ lệ bạo kích với là cái tỷ lệ
né tránh cuối cùng, cái tỷ lệ né tránh sau cùng thì nó cũng giống như cái sát thương sau, sát thương cuối cùng mấy cái đá của hạng dụ với lại tuyệt thế nguy cơ thôi đó. Thì cái chi tiết nó làm sao thì mình cũng có làm một cái kỳ chân cát bên mình, anh có thể coi cái điểm cộng theo cái tính theo cái cách lớn nhất như vậy là sao. Rồi thì qua tới cái mật tịch tử hằng phủ độ. Mật tịch tử hằng phủ độ thì sơ cấp nó chỉ thay đổi, nó như cũ, nó không thay đổi gì nhiều, nó chỉ thay đổi cái là giảm thời gian chờ. Thì giảm thời gian chờ của tử hằng phổ độ hiện tại biên bản Việt Nam là giảm 6 giây thì nó bị ép xuống còn có 4 giây, tức là giảm xuống 2 giây rồi đó. Giảm xuống 2 giây. Và trong cái thời gian mà mình được thêm cái tử hằng phổ độ này, là mình được thêm cái mật tình cộng thêm vô á, thì mình sẽ rơi vào cái trạng thái miễn dịch thuộc tính. Giải trừ miễn dịch thuộc tính, tức là những cái bị những cái trạng thái bất lợi nọ, mình sẽ được miễn dịch hết, duy trì trong vòng 14 giây là mình không bị những cái trạng thái đó. Đó, còn ở hiện tại cái bản Việt Nam của mình đó, thì cái điểm thể chất nó sẽ hồi bằng điểm thể chất. Để mình đổi một cái để một cái màu khác đi. Cái màu khác nó dễ nhìn hơn. Ok, màu xanh xanh chói này là bao chói luôn nè. Thể chất nhân cho 120% sinh lực đó. Viết chữ hơi ghê nên anh em thông cảm, là viết lên màn hình không có được. Thì bây giờ nó sẽ đổi thành là nhân, nó sẽ nâng, nó sẽ hồi máu theo cái kiểu gọi là lập tức nó hồi lại 8% sinh lực lớn, sinh lực hiện tại của bản thân, tức là cái sinh lực lớn nhất hiện tại lúc đó. Và nó hồi một lúc là 8% luôn, hồi xưa nó sẽ nhân bằng cái điểm thể chất, nhân cho 120% lượng sinh lực, duy trì 14 giây là nó sẽ chạy từ từ lên. Nhưng bây giờ cái bí kíp này nó thay đổi cái là nó cho mình luôn 8% cái sinh lực hiện tại. À, cái điểm sinh lực hiện tại của mình, à, cái sinh lực lớn nhất, tức là cái sinh lực hiện tại, tức là máu nhiêu á, hiện tại con ví dụ mà khi mà mình đang BK nọ, máu còn nhiêu phần trăm á thì tự động lên là 8%. Đó, ý của nó là như vậy. Rồi, cái đó là cái về cái mật tịch. Còn về chiêu thức thay đổi á, là chỉ có thay đổi tử hằng phổ độ. Thì nãy của mình cũng đã nói rồi, cái nhóm này cái nhóm mà sẽ thay đổi hết. Cái nhóm mà ở trước là hồi phục, cái tỷ lệ hồi phục là bằng điểm thể chất nhân cho cái phần trăm sinh lực hiện tại. À, bây giờ thì mình sẽ đổi thay hết. Thì cứ mỗi một giây thì cái chiêu này vẫn cự ly thi triển là vẫn là 10m và thời gian duy trì vẫn là 20 giây. Trong vòng 20 giây là mỗi giây mình sẽ hồi lại 6% sinh lực hiện tại, nhưng mà sinh lực hiện tại này á là cái này là cái hồi chiêu của nó là 20%, ấy 20 giây thì không có thay đổi phạm vi hiệu quả vẫn 10m không rồi. Thì mỗi một giây mình được hồi tới 6% điểm sinh lực hiện tại, duy trì 5 giây, tức là mình được 30% khi mà mình kết thúc cái tử hằng phổ độ này. Đó là nó chỉ ngắn gọn vậy thôi, nó không có, nói chung là cũng không có gì để giải thích nhiều. À, cái chiêu cuối cùng là cái chiêu là thanh tâm phổ thiện. Thì cái thanh tâm phổ thiện này nó được viết như sau, là tăng 15% hiệu suất hồi phục sinh lực của bản thân. Cái này là tăng 15% hiệu suất hồi phục sinh lực của bản thân ha. Rồi Thiên Vũ Bảo Luân, và Thiên Vũ Bảo Luân thì nó hồi phục thêm 1,25% sinh lực lớn nhất Thiên Vũ Bảo Luân, tức là cái vòng tránh hai của Ngami. Trước là thể chất nhân cho 64%, thì bây giờ nó 64% nó thể chất nó thì nó đổi qua 1,5% sinh lực lớn nhất sinh lực hiện tại của mình. Rồi tử hằng phổ độ thì nó bằng cái điểm thể chất nhân cho 2% sinh lực. Trước là 100 thể chất nhân cho 180% sinh lực, còn bây giờ là hiện tại là cứ nó tăng thêm cho mình thêm 2%. Thì nãy anh em thấy là nãy mình có nói là cái này là nó fix, hiện tại là fix là 6%, được thêm 2%, tức là 8%, 8 nhân lâu là được 40%. Nó được thêm cộng thêm, nếu mà cái này nó mát lên thì nó được cộng thêm. Còn Thiên Vũ Bảo Luân thì mình để mình cộng mát lên coi là nó tăng được bao nhiêu ha. Rồi hiện tại là cứ mỗi 0,5 giây thì hồi được gây Thiên Vũ Bảo Luân này nó có một cái đặc biệt, đó là cái này nó không thay đổi nha, nhưng mà mình sẽ giải thích cho anh em biết. Để coi nó có thay đổi không không. Nếu mà đúng như nó là nó sẽ thay đổi luôn. Có chứ, Thiên Lửa Bảo Luân, Thiên Vũ Bảo Luân có thay đổi chứ. Vẫn trước là để mình tăng max lên. Rồi không mỗi 0,5 giây trên trang chủ đang thiếu rồi. Còn cái Thiên Vũ Bảo Luân, hiệu suất hồi phục Thiên Vũ Bảo Luân nữa anh chị. Trời ơi, đang thiếu rồi. Cứ mỗi phạm vi hiệu quả của nó là cũng là cự ly thi triển là cũng 6m, là một cái dòng ở dưới chân mình. Thì thời gian hồi chiêu là 30 giây, cứ mỗi
cái này nó có nói sao ta, đối với địch thì nó gây sát thương cứ mỗi nửa giây thì nó gây cho mình là 80% tấn công cơ bản là như cũ không có thay đổi, 220 điểm tấn công hệ thủy, hay sát thương hệ thủy thì nó không có thay đổi. Nhưng mà đối với địch á, đối với địch thì đối với đồng đội của mình đó thì nó sẽ hồi cho mình là cứ mỗi một giây. Thì ở cũ á, là phiên bản cũ á, nó sẽ hồi cho mình là 100 điểm thể chất nhưng cho 160% sinh lực, thì bây giờ nó lên được 3% sinh lực lớn nhất. Thì giống hồi nãy thì cái này 3% với lại 1,25% thì nó lên được tới 3.25% mà nhân cho như là 6 bắt đầu vui rồi đây. 3.25% nhân cho 6 rồi bấm máy tính là 3.25% nhân cho 6 là 19,5%. Đó là hồi được tới 19,5%, tức là 1/5 cây máu, 1/5 cây máu. Trời ơi, vậy cái khoản tính toán này mà là nãy giờ mình xong cái phái Nami ha. Thì trong cái phái Nami bây giờ mình chuyển qua phái nào ta? Nami xong bây giờ mình chuyển qua Thiên Nhẫn. Thiên Nhẫn là nó tăng trong cứ một giây cái gì tùm lum tà la tử vong hồi toàn. Rồi ok, cái dòng này là nó sẽ thiết lập lại cái kêu của Võ Thần Điện và Minh Chủ Gió Lâm. Thì anh em biết Minh Chủ Gió Lâm và Võ Thần Điện là giống như là điều binh trên giấy gì, nó sẽ thiết lập theo sẵn một cái đó, mình không điều khiển được nhân vật, nó sẽ đánh theo cái kiểu gọi là giống như là mà cái coi phim gì đó chứ không điều khiển được coi phim vậy. Thì anh em cũng biết là Thiên Nhẫn là cái môn phái là khi mà mình ẩn thân xong rồi mình hiện thân thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ bạo kích. Thì có nhiều cái chiêu thì nó sẽ, tức là nó thiết lập như lại là mà sẽ tắt được, chắc là nó sẽ ẩn thân xong rồi nó sẽ quăng cái đống sình ra này nọ để cho Thiên Nhẫn có một cái chiêu combo lớn nhất, gây sát thương lớn nhất, đi cướp liệm do là Minh Chủ cao nhất. Thì ở trước thì nó quăng huyết nguyệt, nó quăng dao trước, rồi nó quăng dũng sình xong nó tàn hình này nọ, thì anh em mình không có được cái đam to nhất. Thì bây giờ nó fix lại là khi mà đánh Võ Thần Điện và Minh Chủ Gió Lâm thì Thiên Nhẫn nó sẽ được cái tối ưu hóa cái lượng sát thương lớn nhất, thì nó ghi như vậy. Rồi thì vô trong đây. Rồi, chuyển lại trong đây thì mình sẽ đổi qua môn phái Thiên Nhẫn. Thiên Nhẫn là hệ quả đúng không? Thiên Nhẫn đây. Thì chỉ có bài Thiên Nhẫn mặc đồ là tôi khoái nhất trong cái game này. Rồi, Ma Diện Thức Xác. Đổi chiêu Ma Diện Thức Xác và cái gì của Tử Vong Hồi Toàn. Thì nếu mà như nó ghi để tôi cầm phiên bản Việt Nam tôi đổi thử coi. Thiên Nhẫn. Rồi, Thiên Nhẫn Ma Diện Thức Xác có fix lại Ma Diện Thức Xác cái Tử Vong Hồi Toàn. Tử Vong Hồi Toàn thì đam không thay đổi, vẫn 386% tấn công cơ bản và 694 điểm sát thương hệ quả không có thay đổi. Song thích xoay chuyển tấn công mục tiêu thì chắc là nó thành cái chiêu định hướng. Chắc là nó cứ thành cái chiêu định hướng, đúng rồi, nó thành cái chiêu định hướng là khi mà có định hướng này nó mới phóng, có địch thì mới nó tự động phóng ra. Nó chỉ điều chỉnh cái đó thôi. Còn bình thường là bên Việt Nam này phóng bậy, phóng bừa, phóng đại cũng được. Đó thì nó điều chỉnh lại cái này thôi, nó không điều chỉnh gì nhiều. Với lại nó điều chỉnh cái chiêu thức này, Ma Diện Thức Xác. Thì Ma Diện Thức Xác hiện tại bên phiên bản Việt Nam của mình ở cấp 10 trên 10 đó thì nó tăng cho mình là 40. Tăng cho mình là bị động 40% bỏ qua kháng tất cả cuối cùng. Kháng tất cả cuối cùng thì nó cũng giống như là sau này thì những cái lớn nhất, cái sau cùng thì nó được chú trọng hơn là những cái điểm căn bản. Vì khi mà mình chơi mấy server đầu á, mấy cái trạng thái mà giới hạn đẳng cấp đầu á, thì những cái điểm căn bản nó rất là cao, nó rất là nhiều, nhưng mà về sau thì mấy cái điểm nó trả được bao nhiêu hết, cho nên là nó tăng cái cuối cùng thì nó sẽ nhiều hơn. Đó. Thì cứ mỗi lần tấn công sẽ giảm 10% hiệu quả, tức là khi mà nó mới đầu á thì nó sẽ cho mình giảm 40% kháng tất cả cuối cùng của đối, bỏ qua kháng tất cả cuối của đối phương. Xong rồi cứ mỗi một lần mình tấn công như vậy nó sẽ giảm 10%, tức là sau 4 lần tấn công thì coi như hết cái hiệu quả này. Và cái hiệu quả này, cái chiêu này, chiêu hỗ trợ bị động, cho nên là nó không có cần phát động. Đó, nhưng mà duy trì tối đa cộng dồn 4 lần. Tối đa cộng dồn 4 lần, nhưng mà thời gian duy trì nó bị giảm xuống 1 giây rồi. Đó, thì Thiên Nhẫn nó bị giảm xuống cái này. Nó chỉ giảm xuống 1 giây thì ủa là sao ta?
À thì có thể là mình hiểu cái này đó là mặc dù nó giảm xuống cái thuộc tính của cái chiêu này nhưng mà thật sự đối với thiên nhẫn là có lợi. Tại vì thiên nhẫn là trước đó là mình có thể BK thiên nhẫn là một cái phái tàng hình xong chạy các kiểu vòng vòng thì mình quăng cái này có thể hụt. Thì bây giờ nó có thể bắt dính mục tiêu nó quăng cho dính luôn. Đó xong mình quăng cái chiêu này nọ thì chắc chắn là cái đó là có lợi chứ không có hại. Nhưng có cái lợi ở đây nữa là khi mà nó sẽ bỏ qua cái kháng bỏ qua cái né cái kháng tất cả sau cùng của đối phương. Nhưng mà cộng dồn 4 giây lên thì mình có thể bị dính tới mình sẽ không được cái hiệu quả này nữa khi mà cứ mỗi một lần đánh mình sẽ mất 10%. Thì trong vòng 4 giây nó đánh 4 lần sẽ bị mất cái hiệu quả đó nữa, luôn cho nên là cái đam nó không được to. Nhưng bây giờ thời gian chỉ duy trì 3 giây thì cái hiệu quả này giảm xuống á thì nó sẽ không có được tính nữa. Thì cái này đều tôi thấy nó có lợi chứ không có hại. Thì tùy tùy anh nói anh em thôi. Nếu mà anh em thấy có lợi thì nó có lợi, nếu thấy có hại là có hại thôi. Thì tôi thấy cái này là lợi chứ không có hại, nhưng mà nói chung là chơi thiên nhẫn không nhiều mà phán bậy phán bạ, mà mấy ông tâm quyết mấy ông sẽ nói bậy mình, mấy ông sẽ nói mình. Rồi thì bây giờ qua tiếp là tới côn lôn, thì côn lôn thiếu phong tâm liên kích thì nó cũng sửa lại là bắt dính mục tiêu. Tức là hiện tại bên phiên bản Việt Nam thì để mình chuyển qua côn lôn thử. Phiên bản Việt Nam dân đổi qua côn lôn. Côn lôn là hệ thổ đúng không? Côn lôn hệ thổ. Thiếu phong tâm liên kích này về cái mặt căn mặt cái thông số căn bản nó không thay đổi. Côn lôn bên đây là có côn lôn nam và côn lôn nữ, để côn lôn nam cho anh biết anh xem chơi. Rồi để côn lôn nam đi. Trời ơi côn lôn nam nhìn người. Nếu mà cũng thấy ông cơ bắp này tướng nó thô kệch làm sao. Thì về mặt căn bản thì thông số căn bản thì thiếu phong tâm liên kích không đổi. Nó sẽ ghi cái nó sẽ đổi là đổi ở đây. À, cận chiến gọi ra 3 cơn lốc chỉ đổi tấn công mục tiêu từ cự ly trung bình đánh sẽ gây sát thương trong phạm vi và gây choáng. Ok thì cái này nó sẽ có khả năng nó kéo mình lại, kéo mục tiêu lại mình á, thì cái này là cái hiệu quả của bí kíp. Thì bí kíp không này đó đi luôn thì nó cũng gây cho mình là mỗi một một cái cơn gió như vậy, có một cái cơn lốc như vậy thì nó sẽ gây cho mình 107 tấn công cơ bản và 192 điểm sát thương hệ thổ. Có 25% kèm ra 1 giây choáng, 25% tỷ lệ kèm 1 giây choáng thì cái này không thay đổi. Thay đổi ở đây nó là thì anh em thấy cái phiên bản anh em nào chơi côn lôn hiện tại ở bên phiên bản Việt Nam á, thì cái cục lốc này nó sẽ quăng tùm lum tà la hết trơn, nó sẽ không đi theo một cái định hướng. Còn cái lốc này hiện tại nó sẽ định hướng là sẽ nhắm một mục tiêu thôi đó, nó sẽ nhắm một mục tiêu thôi đó, nó nhắm đúng một mục tiêu, nó quăng đúng 3 cục lốc vô luôn đó. Còn cái kia nó lốc nó sẽ chạy tùm lum là hồi 18 giây lần. Giãn cách di chuyển 24 giây, cái này cũng 24 giây luôn, nãy 18 là mình nhìn thấy gì thôi. Rồi đó, khi mà không có mục tiêu thì cái lốc nó sẽ bay vòng vòng, nó bay anh em nào chơi côn lôn hiện tại bên Việt Nam anh sẽ nó hay cái lốc nó sẽ bay 3 hướng. Còn bây giờ là cái chiêu này á, là phải buộc là cái phải định hướng luôn, nó sẽ chuyển qua cái chiêu định hướng là khi mà có mục tiêu thì mới sử dụng được, còn không có mục tiêu là bấm 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 bấm, bấm, bấm nát màn hình, bể màn hình luôn, không có mục tiêu. Và khi có mục tiêu gì nó nhắm đúng một mục tiêu. Còn cái phiên bản côn lôn hiện tại bên Việt Nam mà có thể nó sẽ nếu mà có 2 mục tiêu trở lên, nó có thể 2 cơn lốc nó sẽ dí một mục tiêu, cơn lốc còn lại dí một mục tiêu đó, cho nên nó là nó tới hù quá cái côn lôn lên, thì côn lôn không có gì thay thay đổi hết. Còn cái tàn kiếm ở đây là cái mật tịch tâm kiếm này nó có thay đổi là cái cũng thay đổi cái vụ hồi phục máu của giống hồi nãy của Nga Mi đấy. Ok thì bây giờ mình sẽ qua bên môn phái tàn kiếm Thiên Sơn. Ủa tàn kiếm đâu, ở đây tàn kiếm đây. Tàn kiếm thì hiện tại bên bên đây là cái tâm kiếm này nó thay đổi, nó chỉ thay đổi để cầm cái AK bên Việt Nam. Nói chung là mình có đầu tư lắm, mình khi mình thay đổi những nói gì mình cái thay đổi một phát là mình sẽ so sánh với Việt Nam hiện tại coi là nó thay đổi cái gì. Thì có một cái AK là nó lúc nào cũng ở trên đảo, nó chả làm gì hết trơn, nói chung là phục vụ cho cái so sánh của mình thôi. Rồi thì cái hiệu quả tăng của tăng tâm kiếm á, thì tâm kiếm mà khi mà sử dụng sẽ xóa thời gian chờ của Ngọc Tuyền Ngư Dược, anh em biết rồi ha. Khi cái tâm kiếm này nó tức là mình có thể nói với anh em cho anh em hiểu đó là cái tâm kiếm, đợi xíu, hệ kim tàn kiếm là tàn kiếm chỉ có nam thôi, là hiện tại cái tâm kiếm này á, cái thời gian duy trì của tâm kiếm là 25 giây, nhưng mà 25 giây lưng lên 15 thì còn 15 giây hồi phục thôi.
Thì cái tâm kiếm này á là cái nhồi đam liên tục theo thời gian đó, thì anh em người nào chơi tàn kiếm anh em cũng biết là cái này nó sẽ nhồi đam liên tục theo thời gian đó, nhưng mà cái thời gian duy trì của nó là bằng cái thời gian nó duy trì tới liên tục 25 giây, mà thời gian delay của nó có 25 giây thôi, nhưng mà nó duy trì tới 25 giây. Anh em suy nghĩ đi đó, thì cái 25 giây này cứ mỗi một lần như vậy đó, nó sẽ tăng cho mình bảng lập, nó hồi chỉ là 15 giây, nhưng mà cái thằng chàng thấy tâm kiếm này duy trì tới 25 giây, tức là mình được dư thêm 10 giây, cái thời gian này nó sẽ gia tăng cho bản thân 105 điểm tấn lực tấn công cơ bản hiện tại, và 45% tỷ lệ bảo kích sau cùng nó sẽ tăng theo thời gian. Để coi bên Việt Nam nó làm sao, coi có thay đổi gì không. Tàn kiếm à. Đó, 105 tấn công cơ bản, 45% tỷ lệ bạo kích cơ bản và 20% sát thương linh quái, duy trì 25 giây thì cái nó tăng cái bạo kích này nó nhồi theo thời gian. Đây, anh em nào chơi tàn kiếm cũng biết, là mình không cần giải thích, anh em nào chơi nhiều cũng biết tàn kiếm nó cũng một thời giống như bá đao bây giờ vậy đó. Đó thì cái nó sẽ nhồi theo thời gian, cho nên nó là khi chủ yếu là sử dụng cái tâm kiếm này là không phải để nhồi đam nhiều, mà để bỏ cái ngọc tiền ngư dược. Đây, cái ngọc tiền ngư dược này khi mình sử dụng tông kiếm này sẽ xóa đi cái thời gian chờ của ngọc tiền ngư dược. Hình như hiệu quả của bí kíp cao mới có. Để coi mình có bí kíp tâm kiếm này mình có đây. Là chưa có, sơ cấp chưa có, hình như cao cấp nó mới có. Thì hiện tại mình dùng ngọc tiền ngư dược xong mình dùng tông kiếm nó vẫn không xóa đi cái thời gian chờ của đó. Nhưng mà bí kíp cao thì nó xóa đi. Do vô là cái vụ mà thay đổi ha. Ủa, nhầm. À, môn phái tàn kiếm à, ông này tên gì không cần biết, coi chủ yếu coi biết cái của ông ngọc tiền ngư dược. Nói chung là mấy cái tàn kiếm không có thay đổi, tàn kiếm thì thay đổi đúng một cái này thôi, là hiệu quả khi mà dùng tâm kiếm sẽ thoát thời gian chờ của ngọc tiền ngư dược, ngoài giải trừ về miễn dịch trạng thái bất lợi, hiệu quả tàn kiếm hiệu quả tàn phế trong thời gian ngắn, hiệu quả miễn dịch khống chế mất sẽ khống chế biến mất, sẽ mất một ít sinh lực. Kỹ năng này trúng mục tiêu sẽ giảm thời gian chờ của tâm kiếm à, khi mà đánh trúng mục tiêu sẽ giảm thời gian chờ tâm kiếm, là những cái hiệu quả này nó cộng thêm này nọ. Chỉ riêng cái mật tịch của tàn kiếm thì nó có cái vụ này thôi, còn mấy cái mật tịch khác là khác. Rồi thì sẽ xóa thời gian chờ của mục tiêu ngư dược, đó là cái hiệu quả này, cái hiệu quả của cao cấp nè. Rồi giải trừ mà với hiệu tiên thì miễn dịch, mà giải trừ mà miễn dịch thời gian bất lợi và hiệu quả tàn miễn dịch trạng thái bất lợi và hiệu quả tàn cơ phế, tuy chỉ có thằng này là miễn dịch tàn phế trong vòng 5 giây thôi, là mày giải trừ miễn dịch bất lợi xong rồi không có bị tàn phế luôn à, còn hồi phục thể chất là trước đó là hồi phục thể chất nhưng cho 5% sinh lực à, nói chung là nó tăng không được nhiều, còn bây giờ thì nó hồi theo cái sinh lực hiện tại của bản thân mình á, thì giảm thời gian chờ của tâm kiếm xuống 1 giây luôn đó, thì nó sẽ fix lại là cái thể chất nhưng 5% ở nhưng cho 5 sinh lực hiện sinh lực nhưng cho 5 sinh lực hiện tại của bản thân, nhưng mà bây giờ đổi từ 2,27% thì tôi thấy cái này nó có lợi cho tàn kiếm hơn. Thì về sau có thì cái bảng xếp hạng nó có thay đổi là do cái chiêu này, mặc dù nó đổi có một cái, anh em nó đổi có một cái này được có gì đâu mà thay đổi, đổi gì đổi làm chi. Mà xin lỗi anh em là cái bản phiên bản bên đây à, tàn kiếm vẫn có chưa có lên bảng. Thì hy vọng có một cái gì đó nhìn lộn bá đao với tàn kiếm, mà xin lỗi anh em là tàn kiếm vẫn chưa lên bảng, vẫn chưa lên bảng xếp hạng. Để coi môn phái tàn kiếm hồi nãy là cái ông lực chiến quỷ quá là 8 triệu lực chiến, mà để coi mặt bằng chung là bao nhiêu. Top 1 tàn kiếm, ô trời đất ơi, là tàn kiếm vẫn chưa có tiếng nói ở trên đại lộ danh vọng ha. Thì giờ xin lỗi anh em là mình hơi khớp cái khúc này. Rồi thì theo ý kiến của anh em thấy nào, anh em thấy fix lại 4 môn phái này anh em thấy như sao, thấy có lợi hay bất lợi cho, thì anh em thích môn phái nào thì comment ở dưới để góp ý, hay là có cái gì đó thay đổi, hay là không thay là góp ý, hay là mình có nói sai gì đó thì anh em góp ý để mình làm một cái clip đính chính lại nói chuyện cho nó. Rồi xin trân trọng và kính chào toàn thể quý vị và các anh chị em, tôi là Chun đến từ kênh Chun Liêu.